Diên Thông Phong Đại, Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử. Kinh văn: Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị cho hàng Bồ Tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế giới này và thân chúng sinh đều là do sức lai động của nhân duyên hư vọng mà ra. Giảng giải: Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử. Lưu Ly là ngọc quý màu xanh, Pháp Dương Tử là danh hiệu để gọi hàng Bồ Tát. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Đức Phật hiệu Vô Lượng Thanh, Ngài khai thị cho hàng Bồ Tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế giới này và tân chúng sinh đều là do sức lai động của nhân duyên hư vọng mà ra. Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử thành tựu đạo quả nhờ vào phong đại. Kinh văn: Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, quán sự thiên lưu của thời gian, quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau, vốn không sai biệt. Giảng giải: Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, có nghĩa là các hiện tượng trong thế giới, các thế giới hệ được hình thành như thế nào. Con quán sự thiên lưu của thời gian, con quán sát các thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Con quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Ngay khi niệm tưởng vừa sinh khởi trong tâm, chúng ta đã tạo nên lực lai động của gió ngay trong tâm. Một khi có sức lai động của gió trong tâm, thì liền có nhiều loại gió bên ngoài anh khởi. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau. Thể tính và tướng trạng của các thứ lai động ấy đều vốn không sai biệt. Kinh văn: Bây giờ con nhận ra các tánh lai động ấy đến không do đâu, đi chẳng về đâu. Mười phương chúng sinh điên đảo, nhiều như số di trần, đều đồng một tính hư vọng. Giảng giải: Bây giờ con nhận ra các tánh lai động ấy đến không do đâu, đi chẳng về đâu. Lúc ấy, con đã giác ngộ rõ ràng thể tính của sự lai động ấy. Mười phương chúng sinh điên đảo, nhiều như số di trần, đều đồng một tính hư vọng. Chúng đều là hư vọng, chúng được tạo ra từ một tính hư vọng như nhau. Kinh văn: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên, cũng như hàng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu do da ầm ĩ ở trong gan tấc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, liền được vô sinh pháp nhẫn. Giảng giải: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên, cứ như vậy, từ một thế giới cho đến một tiểu thiên thế giới, cho đến một ngàn tiểu thiên thế giới, có nghĩa là một trung thiên thế giới, và cứ như thế cho đến một đại thiên thế giới. Suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu do da ầm ĩ. Chúng sinh trong các cõi ấy cũng giống như vô số muỗi mòng bị nhốt trong cái hũ. Mỗi con muỗi trong ấy đều kêu do da loạn xạ. Chúng bị nhốt trong gan tấc, ồn ào rối rít. Trong mỗi không gian rất nhỏ, chúng kêu là rối rít. Con quán sát theo cách này,
và chẳng bao lâu sau khi con gặp Phật, liền được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn: bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật bất động ở phương Đông. Con thành vị Pháp Vương Tử, thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại. Giảng giải: bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật bất động ở phương Đông. Con tập trung công phu tu tập theo phương pháp này một thời gian rất lâu, không để cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng, con được giác ngộ, tâm con khai mở, và con có thể thấy được Đức Phật bất động dược sư Như Lai ở phương Đông. Ngài còn được gọi là Bất Động Phật và Kim Cang Phật. Con thành vị Pháp Vương Tử ở quốc độ ấy, và con thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại. Con tiếp tục công phu tu tập cho đến khi tâm con phát sáng và thân cũng phát sáng, nó xuyên suốt lẫn nhau và hoàn toàn không ngăn ngại. Kinh văn: Đức Phật hỏi về Viên Thông: con do quán sát sức lai động của gió vốn không nương vào đâu, nên ngộ ra tâm Bồ Đề, thể nhập vào chánh định, hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy. Đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Viên Thông: con do quán sát sức lai động của gió vốn không nương vào đâu. Có nghĩa là gió vốn không có tự thể riêng của nó, không có tự tánh. Từ đó nên con ngộ ra tâm Bồ Đề, thể nhập vào chánh định, hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy. Con nhận được pháp môn truyền tâm ấn của chư Phật. Đó là phương pháp tốt nhất. Pháp môn quán sát tính bất động của gió là phương pháp hay nhất. Con nghe như vậy, con đã thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu phong đại.